Và ngay lúc này đây, ngay trong khoảnh khắc này, tôi chính thức tuyên bố khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week, tuần lễ thời trang mang đẳng cấp quốc tế, nơi sáng tạo, nhiệt huyết và đam mê hội tụ. Sau 5 mùa tổ chức, tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week đã trở thành sự kiện thời trang được mong đợi nhất tại Việt Nam, thu hút báo giới truyền thông và nhận được sự yêu mến của hàng triệu người yêu thời trang trong và ngoài nước. Tell that Vietnam International Fashion Week has become more professional. Congratulations! C'est super. En même temps, beaucoup beaucoup de jeunes générations qui, j'ai l'impression, intéressent beaucoup la mode. Et du tout ça, c'est génial. C'est, je sens beaucoup d'énergie. Bên cạnh đó, Vietnam International Fashion Week còn nhận được những đánh giá cao của các nhà thiết kế lớn trên thế giới. Không thể không nhắc đến sự tham gia của các nhà thiết kế đến từ châu Âu, nơi hội tụ những kinh đô thời trang lớn trên thế giới như Pháp, Italia, Bồ Đào Nha, Đức. I'm the director of the EVBN project. It's an European funded project. I'm here today because we have a strong partnership with Vietnam International Fashion Week. The things I have seen changing in this country, totally incredible. And this is the message I always convey to European companies, because most of the European companies today don't realize the high potential in Vietnam, the huge market opening today. Sau năm mùa tổ chức thành công, mùa thứ 5 là mùa đánh dấu một bước tiến dài nữa của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week, khi là cầu nối hội nhập với thời trang thế giới. Điều đó được thể hiện rõ qua sự hợp tác của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam với các lãnh sự quán và đại sứ quán trong sự kiện diễn ra vào mùa xuân hè 2017 và sự góp mặt của EVBN, Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu. Rõ ràng, sự hợp tác giữa EVBN cùng tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week sẽ mở ra những cơ hội mới, hứa hẹn sẽ có ngày càng nhiều hơn các nhà thiết kế đến từ các kinh đô thời trang của châu Âu đem nền văn hóa nổi tiếng từ châu Âu đến gần hơn với khán giả Việt.